Chào các bạn. Hôm nay chủ nhật, chúc các bạn ngày vui vẻ nha. Hôm nay mình tới nhà của bà lão bán vé số chơi, có chở theo dì Sáu. Hôm nay mình sẽ cho hai bà tâm sự với nhau. Mình vô khám phá cho nhà bà luôn. Con vô con coi coi người ta ăn cái gì nè. Canh chua. Canh chua bông điện quá ngon rồi. Dặn má gì? Đâu có đâu. Số của con á, con xài hai số đặng. Đẩy chi? Đẩy chi? Em dở cái nắp ra đi xem trong đó có cái gì. Không có cái gì thì em đẩy lại đi. Cái gì vậy? Nà. Bà Sáu này bà quậy lắm. Văng dây chai mà thấy gì có đồ nhôm là bà đập à. Vô nhà người ta rồi mình lộc lao quậy dưới rồi bà Sáu. Bắt con ve đi, lại bắt con ve, bắt con ve. Bữa nó uống còn lại mấy lon đó, mà để một chân luôn đó. Để rồi. Thì giờ dì Sáu cũng chặt như chặt đi. Đủ cái đồ. Xem ra hai bà đang dọn cơm nè. Đổ của người ta nha, cho bán dây chai cũng được nha, cho dục gì có lụm bán dây chai đi nha. Ôi vậy à. Đâu có bông điện điển mà. Mua ngoại. Ngoại bán ký nhiều. Má mua nó quên rồi, má mua 8 lạng. À lấy số. Canh chua, bông điện điển, đậu hũ kho. Bưng cái đó ra bỏ đổ vô dĩa đi chị. Bưng hết đổ vô cái dĩa đi. Kêu đổ dĩa chứ không phải đổ ngoài đất đâu nha. Qua cúng mùng 10 á, con Sáu chục lon một mình đó, nó chấm muối tiêu nó ăn hết, ăn mắc dại. Cái gì? Cái gì chấm muối tiêu mùng 10 đó, qua với mùng 10, mua tôm với thịt cái tôi mới để sợ hơi, tôi mới ram lại muối tiêu. Sáng mua 3 miếng đậu bơ vô, ăn rồi mới làm biến một mùi dí là ăn cái đó nặng. Đó, cái bà mà bạn biết không? Cái bà đó chồng thầy á, mấy chồng thầy á, người cắt ớt rồi bỏ vô. Hoàng, con thầy Hoàng trời. Má chồng con thầy với trên con Hoàng. Vậy hả? Anh của bà ở cái ông bán nữ trang đó đấy anh, biết không ra không? Ông Trâm Bụng Trâm hả? Bụng Trâm là cũng Trâm. Ông ra ông vô đây ông bán lấy đây bà, ông bao đủ đi cà phê. Không, ông ốm cao cao đúng không? Đâu có cao. Bây giờ thấy ớt thì sắc nó ngon, có còn một cái ớt. Cái đó, mấy người đó là con gậy. Để đây, thằng gậy. Để sắc ớt bỏ vô bà nội. Trời hết hồn mới día bà nội. Người ta chưa sắc ớt. Chưa sắc ớt. Cái đá cho bỏ vô đi đây. Bà Sáu bà vô đây bà quậy quá má. Bà vô đây bà quậy quá. Lớn già rồi mà sao cũng còn quậy nó kỳ vậy ta. Già rồi mà sao cũng còn quậy nữa. Kỳ mình tưng hết luôn. Kìa má nói kìa, chừng nào quậy chết thôi kìa. Chết rồi là hết quậy rồi. Đây, nay vô nhà bà lão Bolero. Ăn canh chua bông điên điển. Bông điển đâu? Bông điên điển người ta đó trời. Thịt kho đậu hũ. Em đừng có lo, để anh lo dùm cho. Canh chua bông điên điển. Không để anh đá vô đi. Từ từ. Cứ tò. Mà là con là ăn cái lồn đòn nữa. Bà quen. Kệ, bà muốn nói gì bà nói. Miệng của bà à. Lên mạng nói bà gì cho chủ đề hả? Tự nhiên cái bà dở cái cẳng gì à. Cái hôm này Nga nó hôm sáng hôm qua cũng nhậu 3 chai rồng màu xanh á, lùng lùng mà leo lên thùng đá nhảy tụi nó quay nó bắn mà. Nó cho 1 giây coi nó, bà muốn coi bà với cái bà gì bà nói liệu không có rồi giơ chân lên nó nào nó quay cho bà cái nó nói gì cho số đề gì á, nó nói cũng má bà số đề. Rồi nó có điện thoại quẹt để cho coi mình có đâu. Rồi sáng này nó lên mà ca có trống á, ông bà cũng đờn điện ca cũng hay lắm. Hỏi vậy chị Nhung đi ca ở đâu rồi? Giờ bảo là bả là tuyển 10 thốn không mua, tại chồng nó mua đó. Rồi hát ở đâu mà có trống có đờn lum vậy? Phút kia kìa kìa. Mình đi tắm rồi. Mặn á, nhưng mà nó đỡ, để nghĩ. Bỏ mất máy. Không phải đâu. Cái đó mà vô đến tập đá trong mấy cái đồng mà. Đây. Năm nó đủ đến tập đá. Đúng chứ là đủ. Nó no, nó no. Cháu mày không biết đâu. Bác ấy thằng chị Lung đấy. Ở đây, đang có giật nha. Chúng giật nó phải bắn được. Thì nhà cái hái cái này cái chú đi chú hái là cái chú ngoài đại gia. Tôi đến cho hái là lá dẫm. Cái chú ơi, lá dẫm ngon hơn. Cái chú ăn cũng số không? Nó hết rồi. Nó hết rồi. Đi chợ về chợ chở đồ á, thắng rồi luôn. Hỏi đi về của má cái đồ đi ái bạch. Thắng vô tước luôn. chua quá chua. Bà bên đóng ngọt kêu lại ăn rượu mắm miễn phí, rượu mắm còn chê ngọt nữa. Đóng chua là cũng chua ngọt ngọt nhưng mà bữa đó bà bỏ đường quá thì bằng giống như chè. Con này đi. Nè. Thôi ba mình. Con đòn mình phải ngại đi luôn. Con ngọt lắm. Hai con trai cũng không. Chặt nhất. Ăn mạnh đậu nha. Ăn có buổi. Tối là phải làm ngon có khi tôi không ăn. Tôi không ăn được. Trời đất. Có con đó. Có mì đó. Tụi ba cũng không ăn. Ông để là con đúng vậy đó là tôi ở đây ba còn á, còn cái cãi, ông chịu cái cãi dài, rồi chợ đem đâu ba về ba đâu uống á, uống mặn, uống mặn thì còn cái cãi, cái này 47 là ăn chấm đi, bữa đi tôi mua cái củ là 30 á, củ ăn thì thằng rác qua đây con mãi, ngày qua tôi không có con, con chiên ngay dưới này, chiên được ta, ở đây bà nếu mà hỏi nấu cũng được, nó bán đầy, vừa nó con mà vừa gò, tấm gò, chiên, bán một con lợn mặn nha. Ở này, tụi cháu nó bạc ở đây cũng riêu, một tiếng ba mình có gạo mình nấu là ăn ngon hơn. Nó nấu mình nấu nó hơi được. Ông nó có xăng xăng, có cũng đấm, nó nằm đó coi biết hết. Tụi con cũng ra đó nghe không? Ăn đi bà. Thôi kén nó đi. Rồi nấu rồi mới tính mình ăn ra nó thôi. Thôi thôi. Nó không đổi lời nữa. Tụi bà nhậu leo lên cái tụng lá của nó bằng gì nè, nhảy hát coi đàn cái tóc như các bạn em mới có tối quay bò nó bắn đặt bò nó quay con nga thì nó bắn nó uống sao mà mình quay được có đấy người ăn bắn quay cái tóc thì đáng vàng bắn cỏ đấy cho coi nó mới coi ngay rồi đó, cái nó hỏi gì đó nó giờ bắn qua rồi con dùng cổ nó bắn đâu như người đâu biết cành nào đâu tay với nó bắn chứ tụi nhỏ lên nhỏ tụi con em á nó tay cổ quay cái gì vậy luôn giờ nó coi trên buổi ăn mình đặt một cái tép đừng lo, cái lo đó đặt cái lo này, cái lo nó có tiền mấy rồi cho 5 triệu. Đặt 5 con kém rồi. Quan nhiều quá anh sợ mập. Tôi 6 ăn nhiều đi. Nhiều không uống lại nhiều. Bữa bấm về. Bà nào cũng làm như mình. Ở bên đầu. Ai? Tôi bốc cũng về. Đứa đem đứa cháu về. Vừa chạy gặp này thôi. Ngồi chấp chấp. Rồi anh mọt. Ngã rồi luôn ở đấy rồi nước ngọt cho mấy lo tại vì thằng cha là con nó thấy nước ngọt. Thằng nó ngồi kia. Ông ngồi kia thì má. Giờ vừa giấu tôi khóa cửa phòng lại cái chỗ mà tôi để đồ á. Để nó thấy gì nó mới đem về. Ủa đi về đi tới giờ. Con tiền của tiền cũng đâu tiền nữa. Dạ à. Dán cái bự không? Dán bự rồi không? Là lắm hả? Số quanh đấy hả? Tôi dán cái bự lên này đó. Số chục á. Tại cái điện thoại chỉ để ở nhà rồi, tại vì cái số quanh đó là nằm ở điện thoại nhà. Giờ đang đi. Rồi có gì chiều tối giờ nó tại vì đang đi ngoài đường rồi. Rồi ok. Hai giờ nặng hả? Hả? Bạn. Có tiền gì? Bạn tiền cấp á, bạn cấp điện thoại vậy. Cái mặt bạn nó là nào để nó kêu lại đặt gì nó hỏi giờ để cắt đàn đó chỉ nó luôn chỉ nó đàn luôn được không đâu hả ừ nó cái luật thì nó coi trên mạng rồi con chỉ nó tên con mày vô coi trong cái video đó mày coi nó bóc ra gì nó bóc theo đi trời ơi dạ trời tao đây bóc miệng không à anh tôi có đàn anh nó bác sĩ á có một cái đàn mà cháu có đàn gì cái đàn cổ mình không biết đàn cổ nào mình biết nó ban cắt ra làm cái gì nè mình cũng lo tao đợi nè nó chúng ta được phòng mà đó rồi nó có dàn nhạc mẹ gì nó ta nó bắn không nhớ đi cùng hoa bắn dữ quá đưa lại là khó chắn được cây ông anh này dài anh nó đừng đứng lại rồi làm dồn đây là chị Nhung ca là bắn lên đàn em tôi bắt thấy họ đang còn họ đừng có già nó bắn dồn người thấy rồi nó bắn rồi tụi nó làm gì con này to nè uống nó ngoài chợ đó bán mua nấu cái nó việc lên rửa hoài cái nó trăng rồi thảo người con nhưng mà nó có con ăn biết làm bán à mở trăng hả anh cũng vô đây không đi bán không đâu cái tôi bỏ xe đạp trong chợ tôi lại uống cà phê anh phải làm một trọng gì cái đặt kia cái bà này ba em hai đây mà bà để nó không không vô đó đấy thấy rồi chậu rồi Ông nhỏ gì con gái bả là con nhỏ gì mà bán ba cô kia.